Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X390. Cái con máy rất là chất lượng luôn, dòng X thì xài đã rồi, X390 thì 13.3 inch, mẫu vừa phải, không nhỏ quá cũng không to quá. Pin thì trên 3 giờ, màu sắc cái màn hình là tươi rói luôn, đẹp. Dòng X là đẳng cấp rồi mọi người. Mà giá thì cực kỳ rẻ, rẻ như những dòng cỏ thôi. Như nào mọi người tìm hiểu cùng mình nha. Mình quay sơ cho mọi người xem cái cấu hình cái đã. i5 Gen 8, RAM 8. Cái cấu hình này là SSD 256GB, tương đương với một carbon gen 7 đó mọi người. Đây là thế hệ 8 này, nhanh mượt 8 CPU, dành cho dân văn phòng là cực kỳ thích. Độ phân giải màn hình đó là Full HD nha. Màu sắc đó thì cực kỳ mê rồi, nhìn là thấy sướng, nhìn là thấy nó khác liền thôi. Đây SSD 256 à, mình có check cái series luôn. Sản xuất năm 2020 rồi mọi người, Japan nè ha. Đó. Mọi chức năng là ok hết trơn á. À, phần phím thì mình có dán phím quốc tế, mình dán luôn á mọi người. Sau khi dán phím quốc tế sẽ như thế này, che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế vẫn giữ được đúng với bản chất êm mềm xịn của phím Nhật ha. Bàn re chuột sạch đẹp, góc cạnh bên này thì cũng tương đối ok, nó có dấu hiệu đã qua sử dụng nhưng mình thấy nó cũng không có bị bóng nhiều. Bên này cũng tương đối, nói chung là vậy là tương đối mọi người ha. Mấy cái hàng này á, là đây là mọi người, là nó chỉ hơi bóng thôi, là do là từ ở trên phần màn hình khi mình gập xuống thì nó vừa chạm với nhau, nó hơi hằng cái vệt ở phía trên xuống ở dưới này thôi, chứ không có hề ảnh hưởng gì hết nha. Và phím á, thì hơi bóng nhẹ, không có bị bóng nhiều, mình dán luôn. Về phần màn hình á, thì rất là tươi đẹp, mình thấy là không có bị phản quang, nhưng mà không có bị hằn đốm gì luôn, chỉ có là như thế này nó cũng dễ chịu hơn phải không? Trên cái tấm lụa ở bên ngoài của cái màn hình, trên tấm lụa nó có hơi bị trầy nhẹ, nên là trầy nhẹ trên cái tấm lụa thôi nha mọi người, hoàn toàn không ảnh hưởng gì ở bên trong cái màn hình hết. Nó là ở bên ngoài thôi. Ở màn hình nó có nhiều lớp này, lớp lụa, rồi lớp này lớp kia tới lớp màn hình, sau đó rồi lớp phản quang tùm lum thứ hết trơn á. Thì cái này là ở bên ngoài thôi, không hề ảnh hưởng gì tới chất liệu ở bên trong hết trơn á. Mình khi mà mọi nhìn kỹ á, trên nền trắng thì mọi người nghiêng mọi người mới thấy thôi. Đây nè, còn lại á, là nền màu là không sao hết nha, mỗi cái đoạn ở phía dưới này thôi, ít như vậy thôi. Còn nền màu rồi là không có sao, mà nền trắng thì thật sự để ý mới thấy thôi mọi người, không vấn đề gì hết. Cái đó là không có ảnh hưởng gì hết trơn á, nó chỉ hơi, gọi là nó chày ở trên cái tấm lụa ở bên ngoài, không phải là ở bên trong, vậy thôi. Và như vậy mình báo cho mọi người cái giá cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ, giống như không tính tiền cái màn hình đâu mọi người. Cái dòng X390 này mua xài thật sự rất là sướng luôn. Để với cái giá tiền á, thì nó rẻ mà hả, cái ưu điểm thì khá là nhiều. Vỏ bên ngoài nhìn trực diện thì khá đẹp, sạch sẽ, nhưng mà nhìn nghiêng, bởi vì ThinkPad mà nhìn nghiêng không bao giờ đẹp. Có cái vệt nè, hơi mòn, đã qua sử dụng nè mọi người, hơi trầy mòn, đã qua sử dụng nha, cái vết mòn nhiều hơn. Giống như cái trầy mòn này không phải là do cào hay gì đâu, người ta bỏ trong cái cặp hay cái gì đó, rồi ba lô lôi ra lôi vô là nó bóng, là tiếng là hai mấy cái dòng ThinkPad nó sẽ như thế này, nó bóng. Đây mọi người, này nó có cái vệt bóng bóng nè, hơi mòn. Chữ ThinkPad thì đẹp, chung là cái hướng xấu nhất là sẽ như thế này ha, cái vệt đã qua sử dụng là nhìn xấu nhất là như thế này. Nhưng mà thực sự ra thì nó cũng giống như những cái con T480, T490, X280, X390 rồi vậy mọi người, nó hoặc là X13 nữa, nó cũng cỡ như vậy thôi, nó không có đẹp keng, mà sử dụng ít hơi mòn nhẹ thì nó cũng vậy thôi. Nói chung là vỏ ở ngoài thì cũng tương đối thôi nha, không có đẹp nhưng cũng không có phải là xấu đâu, tại vì cái vệt mòn này nó khó thấy lắm. Ngõ sạc tai si, ngõ kết nối tai si sấm sét nè, ngõ này ra mạng LAN USB HDMI tai nghe. Cái cạnh nó thì cũng đẹp nè, bên này USB ha, pin trên 3 giờ, kèm sạc tai si zin của ThinkPad X390. Con máy này mình xả cho mọi người giá chỉ còn có 3.8 triệu thôi. Ai chốt thì inbox mình ha. X390 là cực kỳ rẻ luôn, chưa bao giờ mà rẻ như vậy đâu. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Bản pin trong máy chất lượng ha.